Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại kkthem.com. Như video trước mình có giới thiệu sự kiện săn deal 7.000 trên Tiki, thì hôm nay mình đã nhận được những sản phẩm giá 7.000 đây và cả ship nữa. Đây là cái hộp gì? Rất là nhẹ luôn, không biết bên trong có gì. Hai hộp thì một hộp là tổng 7.000 và ship nữa là 19.000, và một hộp là tổng 7.000 là ship 13.000. Giờ mình sẽ mở ra hộp Tiki rất là đẹp. Mình rất thích Tiki, họ đóng gói rất là đẹp. Các sản phẩm này giá 7.000, săn đi 7.000. Và đầu tiên đó là sản phẩm, vâng, đó là cái băng đô bộ băng đô bảo ngọc, số tiền đang bán thực tế là 29.000. Vâng, cái băng đô này thì tạo sự thông thoáng mát mẻ cho bé yêu khi sử dụng. Vâng, vừa bảo vệ bé yêu khỏi ánh nắng mặt trời trong các hoạt động ngoài trời, vừa giúp bé yêu có cảm giác thoải mái, mát mẻ khí độ. Màu sắc thì nổi bật. Vâng, trông thì thời trang hiện đại sánh điệu, làm nổi bật nét tăng động, nét năng động, cá tính của bé yêu mỗi khi ra ngoài. Ok, đây là một sản phẩm dành cho bé. Màu hồng rất là nam tính, nữ tính, cho bé từ 6 tháng đến 5 tuổi. Vải loan, ruy băng satin. Đây là cái hóa đơn sản phẩm băng đô bảo ngọc 7.000, phí vận chuyển 6.000. Và sản phẩm tiếp theo đó là gì? Được xem hàng. Đó, tất cả những sản phẩm mua trên Tiki thì đều được xem hàng. Hộp thì cũng nhỏ, cũng rất là đẹp. Tất cả những sản phẩm này bạn nào muốn mua thì mình để link mua dưới video luôn. Vâng, đó là cái bộ sản phẩm tên khá là dị, Luồn Thun Robo. Thì sản phẩm này có gì hay? 7.000 phí vận chuyển, cái này lại là 12.000, khác cái kia. Cũng nặng đấy. Robo thông minh, rèn luyện trí thông minh, kéo tay. Đây là cái hướng dẫn chơi. Đồ chơi này khá là thú vị, có thể lắp ghép được thành nhiều hình khác nhau, ô tô, robot, nhảy hip hop các kiểu đây. Cái này sẽ giúp bé sáng tạo, rèn luyện tính khéo léo và khả năng tư duy logic. Bắt mắt với các khớp nối đây, dễ dàng xoay đổi chiều hướng để tạo nên những mô hình độc đáo tùy theo sở thích và sự sáng tạo của trẻ. Chất liệu gỗ cao cấp, lớp sơn bền chắc, không biết dính. Hay đấy. Vo tròn lại không biết thành hình gì luôn, như kiểu bị robot bị dị tật. Thiết kế này không có các cạnh sắc nhọn, nên an toàn cho bé, không làm bé bị cháy xước sau khi chơi. Kích thước của nó là 10,5 x 2,8 x 17,8 cm. Đây là cái hướng dẫn chơi. Vâng, 7.000 thôi. Nói chung là những bé nào thông minh thì sẽ lắp ráp được. Còn mình không thông minh, chả biết lắp, thôi bỏ qua. Sản phẩm tiếp theo 7.000 trên Tiki. Tất cả là 19.000. Đó là gì? Các bạn cùng mình khám phá. Vâng, đó là bộ Sunny cốt tông cho bé từ 1 đến 5 tuổi. Quần áo, và một bộ quần áo giá 7.000 trên Tiki. Quần thiết kế caro, chất liệu vải cốt tông, thun co giãn. Khá đẹp, cái này sẽ cho các bé trai từ 1 đến 5 tuổi và thấm hút mồ hôi tốt. Và sản phẩm gồm một quần và một áo. Đây là cái hóa đơn. Sản phẩm 7.000, phí vận chuyển 12.000, giống hơn robot kia.
đấy, đường chỉ may rất là đẹp, tỉ mỉ, không thừa không thiếu. Giải sơ tốt. Ok, bộ quần áo cho bé trai từ 1 đến 5 tuổi. Và sản phẩm cuối cùng trong đợt săn 7.000 trên Tiki đó là các bạn nhìn có đoán đó là gì không? Đây chính là nhìn bên ngoài chúng ta cũng đã biết, tã quần Baby Love Nano Plus gói 16 miếng cho bé. Và như vậy là chọn bộ sản phẩm săn trên Tiki gồm các sản phẩm dành cho bé, đồ chơi, tã quần, băng đô và quần áo. Thôi cái sản phẩm này chắc không cần phải giới thiệu nhiều, nói chung là mình mua về quay review cho anh em xem thôi. Chủ yếu là giới thiệu chương trình săn hàng 7.000 trên Tiki cho anh em. Sản phẩm này thì giá là 7.000 nhưng phí vận chuyển chỉ có 6.000 thôi. Mình sẽ giới thiệu qua bộ sản phẩm này thôi. Công nghệ nano khả năng thấm hút gấp 30 lần, mềm mại phù hợp với làn da nhạy cảm, hai lớp lõi siêu thấm chống tràn và thấm ngược trở lại, màng đáy thoát ẩm giúp không khí lưu thông dễ dàng, đai lưng co giãn mềm mại và thoải mái. Sản xuất tại Thái Lan, chắc không cần phải mở ra đâu. Cái này thì khi nào có bé thì lôi ra sử dụng vậy. Link các sản phẩm giá rẻ hàng ngày như trên ảnh. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Ok, như vậy là video này mình đã giới thiệu những sản phẩm săn đinh 7.000 trên Tiki. Các link mình sẽ để dưới video này. Các bạn có thể video có ích, like, share, subscribe đăng ký kênh YouTube để cập nhật những video mới nhất. Mọi thắc mắc vui lòng comment bên dưới, mình sẽ giải đáp. Các bạn muốn mình lý sản phẩm nào comment bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye. Anh em nhớ theo dõi kênh YouTube của mình để xem các sự kiện săn hàng trên mạng.